đẻ một cái găng xong đấm chết nó, kiểu gì cũng ra Kame. Nói... như anh em muốn mua đồ 6-7 sao chỉ với giá 50k thì anh em hãy truy cập vào shop Yiming nhá. Hiện tại shop đang cập nhật rất là nhiều đồ 6-7 sao chỉ với 50k thôi anh em ơi. Ngoài ra hiện tại shop đang có chương trình khuyến mại là 50k trở lên sẽ có cơ hội nhận 20 vàng hoàn toàn miễn phí. Tại shop đang bán vàng, bán ngọc cho anh em x cao nhất thị trường, bán vàng x6k, bán ngọc x7, bán bộ ngọc rồng, giao dịch hoàn toàn tự động đủ 10 server, úp thuê cả Chanarat đủ 10 server chỉ với 3 ngày là xong thôi. Tại shop đang có chương trình mua nick được khuyến mại thêm vàng nữa cho anh em, rất là tuyệt vời. Cả bán nick Free Fire, nick Liên Quân và chúng ta hôm nay không phải là ăn bún không mà chúng ta vừa ăn bún vừa mở skill 2 điện tử. Đấy. Hello anh em nhá. Hôm nay mình sẽ mở skill 2 điện tử cho anh em xem. Đây. Đây anh em nhìn con đệ này 149 triệu 928 nghìn rồi. Đợi xíu để mình bấm đây này. Đấy anh em nhìn thấy không? Đấy con đệ này thì cái tỷ lệ của nó ra Kame thì nó khoảng 60% anh em nhá. Đấy. Thì định giá định giá mọi skill đúng không? Đây thì hôm nay nhá anh em có thể chú ý ở đây là đây, đây là có Saga, đây là mình, đây là ông Bitcoin, mình Bitcoin, bạn này là bạn Lộc, bạn ấy rất làm YouTube, đây là Hoàng Lê TV, đấy đây là bên cái quay rồi à? Đã ăn bún luôn rồi rồi hôm nay mình sẽ mở skill dằn mặt các anh em đoán là ra skill gì? Mình đoán là Kame Senko. Rồi ông đoán đi. Tôi đoán là Masenko. Khả năng cao là Kame. Tôi nghĩ là Atomic. Rồi ông Masenko. Kame rồi. Chỉ số này là Kame rồi. Nhưng mà tôi sẽ chỉnh nữa. Đây ông ơi. Đúng rồi. Đây. Tôi nghĩ là Atomic rồi. Atomic à? Được rồi anh em chú ý nhá, bây giờ tôi sẽ mở cho anh em xem. Chắc chắn con đệ này sẽ ra Kame. Ok. Còn nếu mà không ra Kame thì hết luôn. Đây là bia mà. Đây là bia nhá. Hết luôn. Ok luôn. Hết luôn cốc bia này. Ok. Anh em chú ý nhá. Ok rồi. Rồi. Chuyển đi ông. Chuyển luôn. Ui, tiềm năng con này lên nhiều lắm. Ông này bật cờ lên. X2 đúng không? Hôm nay được X2 nè. X2 thì Kame rồi. Ui, bắt nhập cờ rồi. Cờ này. Đây. 55 giây nữa anh em ạ. Nếu các anh em chưa biết săn quà và cũng như là chơi gian đu ở đâu uy tín chất lượng thì các anh em có thể truy cập vào ngay sukiengocrong.com. Trên shop của mình hiện tại đang có cực kỳ là nhiều gian đu và cũng như là vòng quay mới lạ cho anh em tham gia nha. Ngoài ra shop thì đang có bán vàng bán ngọc là x7 và đủ 10 server. Đặc biệt hơn cho anh em là có cực kỳ là nhiều gian đu và cũng như là những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Dưới. Ui nó lên nhiều tiềm năng lắm anh em. 944 rồi. 54 56k nữa. Không một tí nữa thôi. Ui nó có cái cải trang này. Ông đổi khu đi ông. Đây đổi khu nhá anh em nhá. Khu 14 anh em ơi. Đây. Qua khu 14 nè. Ok. Rồi. Còn 40 mấy nghìn nữa thôi. 60 nghìn rồi. Anh em nào mà muốn mở skill kiểu tu học các YouTuber, anh em hãy lên ngay shopviming.com để trải nghiệm dịch vụ mở skill đệ tử thuê. Ok anh em nhá. Đây, sắp ra rồi anh em ạ, sắp ra rồi. 72 rồi. Con đệ này nhá, xíu nữa mình sẽ chỉnh cho nó để ra được Kame anh em nhá. Con này chúng ta sẽ chỉ để lại cái găng thôi. Chỉ để lại cái găng thôi anh em ạ. Đấy. Sắp rồi. Đây. Tôi nói luôn với anh em là con đệ này chắc chắn là Kame luôn. Nếu mà không Kame thì cái cốc nước này hết tôi trong phút 1. Ok anh em. Ui, đây nhá, mặc thêm cả trang này. Đây, 96 rồi anh em ạ, 96 rồi. Xem có đấm được đệ tử không nhá. Đấm được. Ui, cái này nó không cho đấm không ơi. Đây, không cho đấm đúng không? Đây, tôi đủ cờ đen rồi. Tôi nghe ông bom ấy. Không, con nick này là siêu cấp 1 ông ơi. Ui, Kame à, siêu cấp 1. À đây, vẫn đấm được ông ơi, vẫn đấm được. Đây, tôi đấm. Nó ra skill rồi, nó chắc chắn là ra skill rồi. Đây, tôi cho nó ra đây. Đây, để tôi đấm hết nhá. Đấm chết nó, anh em nhá. Anh em chú ý là để một cái găng xong đấm chết nó. Kiểu gì cũng ra Kame, nói thật luôn. Mở skin 2 nhưng mà rất nhiều fan. Ok, rất là nhiều fan rồi xem. Đây, đây nhá, xong anh em thoát ra vào lại này anh em này. Đây. Thoát ra không ạ? Chết tận. Đây, bị cắt rồi. Ô, phải ấn vào con đệ trước đi xong rồi lần chứ. Đây. À, không phải là nick ngọc rồng nào cũng được các YouTuber mở skill đâu, mất tiền đấy nhá. Thôi, dịch vụ mấy chục nhỉ? Dịch vụ này có 50 thôi. Đấy, có 50 thôi mà các bạn được trải nghiệm các dịch vụ rất là nhiều anh em YouTuber mở. Mấy giây nữa thôi các bạn. Đấy nhá. Ngoài tôi nghĩ là không phải Kame rồi. Nhưng mà cái bát bún này nó hấp dẫn quá. Đây anh em ơi. Đây nhá. Đây, con đệ ra rồi anh em ạ. Con đệ ra rồi.
đây nhá anh em, từ từ, nó chưa dùng skill nhá anh em nhá, nó chưa dùng. Đây mời mình sẽ cho đi theo này, bấm vào đi, đi theo này. Ok đây nhá, bắt đầu đó, bắt đầu này, chú ý là em nhìn này, bắt đầu ra skill này. Đây mình sẽ ra khung 10. À thôi, đây đứng luôn ở đây anh em nhá. Bảo vệ này. Bảo vệ đấy anh em nhìn này. 1 này. 2 này. 2 này. 2 này. Go! Masenko. Masenko. Cái Masenko rồi. Hết đi. Masenko. 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 Đây. Một chiếc ninh ngọc rồng khá là thú vị đúng không các bạn? Đấy, các mấy ạ? Masenko. Ôi rồi mình nói lúc xa đánh mấy cái 2. Ôi ôi ôi, trên xe em nhá. Chịu bàn. Hết đúng rồi. Hết nhá. Anh em chịu bàn nhá. Đây là công ty anh em ạ. Đâu, mình nói văn minh thì là cái gì nhỉ? Trà xanh macchiato à? Ok luôn. Ok anh em nhá. Ok. Đây, mình uy tín tạo chất lượng anh em nhá. Mình sai rồi. Đấy, anh em cần thuê cái kẻ xong. Nếu mà anh em mà không ra được Kame thì đây được tất cả anh em cùng chứng kiến này. Đấy, một trải nghiệm. Muốn ra Masenko hãy để với Sophie Minh. Đây là sự cố anh em ạ, sự cố nha anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhá. Mai anh em hẹn cho ra sớm nhất nha. Bye bye.